Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em Tùng lên cho anh em xem một cái combo bao gồm có một máy, một pin, một sạc và một túi xách của hãng Milwaukee. Cái cây bù long nó là 2767 gạch 20. Rồi, bù long này nó là hàng Mỹ về, có chứng nhận UL UL ha anh em ha. Và nó tốc độ của nó là từ 0 đến 1750 vòng trên phút, và lực của nó là 1890 Newton, gần 1900 nha anh em. Thì cái này nó nặng 2,6 kg, và một máy một pin một sạc này nó là 7,5 triệu. Có catalog đầy đủ hàng nêu trăm trăm. Pin này, pin đi kèm với nó là pin 5A, và sạc là sạc em lên 220 miễn phí cho anh em vào 7,5 triệu. Rồi, cái này thì nó là có bốn cái cấp độ điều chỉnh tốc độ trong này, 1 2 3 4 và 1 2 3, và một cái cấp nó là cấp tự động ha anh em ha. Đấy, rồi thì em này chuyên mở về ốc 43 trở lại. Ốc xe tải, ốc xe container mở được luôn. Và nó anh em làm xe máy thì ốc nồi thì đụng cái là ra liền nha anh em. Rồi nó là 2767, rất là mạnh mẽ. Bù long 1/2. Ok, pin đây, pin Mỹ về 5AH. Đây, test cho anh em ha. Nó tự động nè. Đây là cấp 1 nha anh ơi. Cấp 2. Cấp 3. Anh em nào mà làm xe khách đồ là cầm em này thoải mái ha. Mở được ốc xe khách, rồi anh em làm lốp xe, rồi làm xe hơi, điện lực nó đó. Nó là phù hợp với anh em, và giá 7,5 triệu thì cũng khá là ổn định. Rồi em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Ở cái sạc ấy thì mình sẽ lên 220 để cho anh em làm mình luôn ha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh của em.